Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian XCR 3700. Đây là một dòng touring có giảm xóc, phù hợp các bác đi đường đường phố, đường đẹp, với cả có thể phù hợp đi đường gập ghềnh, đường xấu nữa vì có giảm xóc. Xe này rất là cao cấp, được trang bị nguyên bộ group của DOG và SLX. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Xe này rất là mới các bác nhé. Màu trắng và màu ghi đen. Đây là một mẫu xe touring có giảm xóc cao cấp nhất mà trước giờ về tại cửa hàng em. Và cũng là mẫu bán chạy nhất đây. Với cấu hình cực khủng và độ tiện dụng của nó, vẫn là dây âm sượt cao cấp. Đi bên trong khung xe, nước sơn còn rất là bóng các bác nhé, hầu như không có một vết xước nào cả ở trên khung xe. Xe xay mờ, cọc yên nguyên bản của Gian nguyên zin theo xe. Và thường những dòng XCR của 3500 và 3700 thì yên thường có cái phản quang gắn ở yên này. Nếu các bác để ý thì thường có những phản quang ở bên cạnh yên. Đấy đặc trưng của dòng XCR. Vẫn là bộ khung siêu nhẹ Alux, một công nghệ làm nhôm của nguyên bản của Gian, so với một bộ khung siêu nhẹ và bền. Và đây là bộ xích và líp rất là mới các bác nhé, rất là mới đây, bộ líp 10 tầng và đùi đĩa 2 tầng. Vi đông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe Gian này, tất cả đều là bằng nhôm. Tay nắm nguyên zin của Gian. Xe còn giữ được tất cả những đồ phụ tùng nguyên bản của Gian. Tay bấm xả của SLX rất là cao cấp. Bên này bên đĩa SLX gần như là chùm cuối của dòng địa hình như dòng touring. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano trên đầu xe có chữ Gian đây. Đây là giảm xóc, giảm xóc nguyên bản của Gian. Đây là khóa xóc các bác nhé. Đây là một dòng touring địa hình, nên là lốp vẫn có gai nhưng mà vẫn là cỡ 700 của dòng touring. Thông số lốp là 700 x 38C, cỡ lốp to hơn cho độ bám đường tốt hơn các bác nhé. Với cỡ lốp này các bác có thể đi đường xấu thoải mái. Và đây là bộ vành nguyên cặp của Gian, nguyên zin theo xe, Mayer của Gian, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano.
bộ lift 2, 4, 6, 8, 10 tầng. Và hai tầng đĩa, đùi đĩa hai tầng trục rỗng. Trục rỗng các bác nhá. Cho xe 20 tốc độ. Củ đề của Shimano DOD. Rất là cao cấp. Đây bộ vành sau của Giang. Trên thân xe, trên khung xe có ghi size M, bây giờ sẽ đo chiều cao size đứng. Ông và xe có size là 48. Phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đến 1m73. Đi vừa chiếc xe này. Tôi sẽ đi vào chuyển động. Vâng, 10 tầng lift, bây giờ sẽ lên lift. Sử dụng bộ group của Shimano DOD và SLX. Tay bấm SLX, khởi động rất là tốt các bác nhé. Chiếc xe này rất ít đi, độ mới trên 90%. Vâng, khởi động rất là trơn tru. Bên tay phải là bên đĩa, đùi đĩa trục giống 2 tầng. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là tốt. Vâng, và vừa review xong chiếc xe cực kỳ cao cấp Gian XCR 3700. Một chiếc touring có giảm xóc, được trang bị đùi đĩa trục rỗng và nguyên bộ group của Shimano SLX và DOD. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 11.500.000, miễn phí ship toàn quốc 7/1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp. Nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp để lại cả em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.